Xin chào tất cả các bạn nha. Thì các bạn ơi, thì là hôm nay là mình đang đi xuồng trên sông. Mình đang ở phía bên dưới, mình gọi chỗ này là gần nông trường đó các bạn. Thì là mình chú bảy mình bữa nay chỉ đi giăng cá hắc lát. Giăng cá hắc lát mà loại cá lát thường thôi nha, chứ không phải là cá lát cơm đâu. Thì là hồi nãy là mình đi hơi trễ, chú bảy mình đi trước. Nên là chú bảy mình đã giăng dính được một mớ rồi. Thì mình mới ra. Tại vì mình phải sạc pin máy quay mình á, mình ra hơi muộn. Thì bây giờ là mình để chú bảy mình nó chạy qua phía bên đây rồi, thì mình chuẩn bị mình sẽ quay cho các bạn coi. Thì các bạn xem video này á hay á, nhớ cho kênh mình một like, một đăng ký và một lượt chia sẻ nha. Bây giờ là bắt đầu chú bảy mình sẽ hút một điếu thuốc rồi bắt đầu mới thả lưới nha bạn. Dạ, ăn về bây giờ hay là tôi hú? Dạ. Phải đâu đỏ. Ê, đỏ đỏ, ổi ông dọc bạn ơi. Ông dọc không? Ông dọc. Ờ, con Phương. Lấy gì cho Lộc chơi, Lộc khoái á. Ôi, này mới làm à. Đừng làm quá, làm nó hư ổ chứ uổng. Các bạn, ổi ông dọc các bạn. Chán thì chứ. Hai ổ luôn mà lấy ổ thì chơi. Sao không quẳng cây kia vô? Đó bạn ơi. Dòng dọc này chưa hoàn thiện nữa. Ổ dọc này có khả năng là bị mắt đỏ ăn con chứ rồi. Trên chỉ còn cái ổ này á. Các bạn thấy không, dòng dọc lên làm ổ siêu sao luôn đó. Ổ rất là đẹp luôn các bạn. Thì mình lấy về cho em mình nó lọc ổ gà. Đó, thấy không, rất là đẹp dòng dọc. Nó thường nó sẽ đóng dài xuống nữa. Thôi giờ mình dẹp bên đi, mình sẽ đi giăng lưới. Thì bạn ơi, thì mình chú bảy mình bơi nãy giờ đó bạn. Mệt quá rồi dân đại. Canh cá hắc lát không có rồi. Thì giờ để chú bảy mình dân đại đi. Cho các bạn coi dính cái gì thì dính. Cái chỗ này là cá hắc lát nó không có ụt nha, chứ phải nó ụt đâu. Mà dân nó có dính được con gì không? Nước này nó đục hơn trên kia, tại trên kia nó trong lắm mà. Đây, nó dịch quậy. Nước lớn rồi mình bịp kêu quá trời. Người ta giăng lưới người ta bán các bạn. Còn chú bảy mình giăng lưới đem đi cho. Rồi than là năm nay mà ăn khó khăn. Năm nay năm nhừng các bạn ơi. Nên thấy mình thấy làm gì cũng khó hết. Làm quạng mà năm nay mà làm ăn được là mình chú bảy mình đi Bình Dương luôn á. Hay giờ mình đợi chú bảy mình thả lưới xong đi, rồi mình đợi một chút rồi mình quay cuốn lưới cho các bạn coi nha. Chứ mà quay kiểu này nó dài quá, các bạn coi các bạn chán lắm. Rồi hết lưới chưa? Giờ chú bảy mình sẽ thăm các bạn. Mà giờ ông kêu ông thấy tay lưới rồi bạn ơi. Quay đã mưa rồi bạn ơi. Cá rồi nó tiêu rồi. Cái lỗ này máy quấn rồi. Thôi hết lưới rồi bạn ơi. Hơi tối rồi nha. Trời nó hơi tối á. Chứ
Sao nhẹ bóng vậy? Ù, nặng nặng là gác không à. Trời, cỏ trắng. Nãy đâu văng lúc này dưới vậy? Trôi á. Thấy không, êm rồi đó. Cái gì? Mưa luôn rồi. Bự lắm sao mà thả dữ vậy? Dính vô mặt một. Dễ lên đi. Từ từ xảy luôn đi nghe trời. Phải gấp phi đâu à. Bạn ơi, con cá phi mà chú bảy mình. Kìa kìa. Rồi. Mình dở lên quá thì sợ nó nhảy cấp đụng quá, sẽ mất tiêu con cá phi luôn mà. Kiểu đó là rồi thì đó. Mắc luôn rồi. Chán vậy. Nè, nó đâm có một mặt lưới vậy nè. À. Lũng rồi nè. Cái bự bạn ơi, nhưng mà nó xảy rồi. Cách luôn hả? Ừ, cái lỗ. Mốt đi em nuôi vợt nha. Rồi nghe. Có thể cho nửa cái hơn nửa cái. Mà dính con mặt một sao đem lên liền được. À, xong một tay các bạn. Thì đây là còn một tay nữa. Chứ bảy mình nhanh tới hai tay rồi. Tôi lấy mua 400 ngàn chứ nhiêu. Ở giờ dính khác đá rồi này. Chết đi không vậy? Chưa. Rồi, bạn thấy không khác đá không? Thì sáng giờ chú Bảy mình đang dính được cũng được 7 con rồi. Nhưng mà nãy bê xuồng á, nó phóng ra ngoài 2 con rồi. Giờ trên đây chỉ còn có 6 con thôi. Nãy xảy cá phi nữa, không xảy cá phi đâu, được 2 con các bạn. À, con cá lát con cá phi rồi. Cá phi đó bự á, cá phi đó hơn nửa ký á. Mà tại dính có một mặt lưới à, đi mất tiêu. Quá trời đất, nó lỡ trời. Một tay đựng con quá. Tại cái chỗ này người ta văng nhiều các bạn. Hồi nãy là mình chạy vô đây là thấy có hai vợ chồng của chú kia văng rồi đó. Mình để chú Bảy mình thả lưới đại. Trời cho thì dính, trời không cho thì thôi. Mình chuẩn bị cả trong cái mình văng. Văng ngoài mấy cái dôi các bạn. Mấy cái dôi thì sẽ có cá phi nhiều hơn. Hát lát thì ít à, hát lát nó sẽ vô kinh nó đẻ nhiều. Chứ nó không ở trong cái nhiều đâu. Nó tính ngoài trong cái với chú cá lát cơm thôi. Bể không? Bão được rồi, nước lớn nó trôi hết trơn, bể đất hết trơn này. Sập hết trơn đường đó. Với lại người ta không có trồng Đà Lạt nữa bạn. Trồng mà nó còn giữ đất. Ta không trồng giờ nó trôi nha. Trôi đất hết trơn. Một tay được đúng con một. Ê kìa. Đưa cơ cao coi làm hình nền nó coi. Bạn ơi, gác lát các bạn. Này con này bự nè. Bóp đầu quá chết đi. Bóp làm chi? Nó bay ra ngoài nữa. Bay thả nữa. Coi chừng con này nãy con đi nãy xảy á. Cái gác lát này nãy nó thấy ụt đó bạn. Mà vẫn có nè bạn. Đây mình canh ụt á. Á bự ơi, quá đẹp. Đây, nó, bạn thấy không? Thêm con nữa.
dính đó kìa bạn, dính cây luôn kìa, quá trời ngon vậy. Banh lưới luôn bạn ơi, thêm một con nữa đó. Nếu sáng mà mình đi sớm ở chú Bảy mình đó là mình quay được khúc bảy con kia bạn coi rồi, tại vì mình bạn chặt máy quay rồi. Cát lát này chỉ có việc về bọc chả nha bạn. Ừ rồi tưởng cát lát nữa chứ. Là trời nó chuyển mà nó không mưa bạn. Mình còn thể đi quay clip thêm một tí nữa cho bạn coi nha. Mà trời mà mưa lớn quá là mình thua đó. Rồi hết rồi bạn ơi. Thì mình sẽ đi kiếm chỗ khác mình thả thêm vài dạo nữa nha. Đây. Được không? Tay nghề còn bén không? Mình đố các bạn, chú Bảy mình đang làm gì? Chú Bảy mình đang đố ông Nghệ cho ăn lọc các bạn. Nghệ cho ăn lọc nó câu cá. Ông Nghệ đó, bạn thấy không? Đó, đó đó. Hả? Có không? Chỉ cần một điếu thuốc các bạn. Trôi xuồng luôn. Kéo hết điếu thuốc luôn. Bé ơi, trên cái ổ cho bá kìa. Trên cái ổ kìa. Mà sao đốt ở bên kia? Ở bên kia cây cao kìa. Ở đó. Biết nữa, đốt đi. Đốt đi bu lại giờ nè, hỏi kia đi bu lại giờ nè. Xuống đây con nhìn nè. Ở chú Bảy mình đang dùng hách nha bạn. Mình là Kagamen bất tử nha. Mình là Kagamen bất tử trong truyền thuyết nè bạn. Đó, phải không? Mình là bất tử luôn. Ôi, hồi nhỏ mình chơi bên này hoài. Có con không? Đây, đâu đưa con hai ổng coi. Bỏ đi luôn. Nhân lưới mà. Bạn ơi, đây cho bạn coi nè, nó hai ổ quá là con này, này vàng lọc quá chết rồi, thấy không? Đây là ông Nghệ nha, mình nhờ có mắt mình tin á, mình thấy thôi chứ chú Bảy mình không thấy đâu. Hai ổ này chắc cũng cỡ nhiều à. Mình chỉ bỏ làm sao nghe, bỏ làm sao về cho con chó nó câu. Hết rồi. Bên đây không có, thôi dính cái này có. Thôi giờ mình đi tiếp các bạn. Để được hai ổ rồi. Nhờ mình đó. Thì bạn ơi, chú Bảy mình đã giăng tay thứ ba các bạn. Thì giờ chú Bảy mình chuẩn bị thăm nè. Mà bây giờ phải đi kiếm đầu lưới nữa. Rồi, thấy đầu lưới rồi. Thấy heo nữa rồi đó.
Trời, cái bé lớn vậy. Cá phi bạn ơi. Con này là kho. Kho nước này kho lạc các bạn. Hoặc là chiên. Rất là ngon. Đó mà dính. Trăm cũng. Là bánh nó chạy á. Mở cá lâu đi trời. Đi sao chân lưới mà đây chim. Cái này là bị phi nghe mấy chú chứ mà lấy chim đâu. Vui vui. Ú, con đó bạn ơi. Quá im. Cái phi cái này nó mới mềm nè. Bự quá mình có thể nấu cháo các bạn. Chứ mình kho bự quá thì ăn nó không ngon. Thịt nó hơi bị cứng. Thì bữa nào mình sẽ rảnh mình sẽ đi quay chúng bội thu cho bạn coi chứ mình không có nắng cá nó không vô mát nữa chú. Mình ít. Mình ăn cá mà có cá nó mới dính chứ. Dính gì đó vậy? Cái gì đâu? Cái phi bạn ơi. Cũng được đấy bạn. Các bạn đừng có nói là cá phi không ngon nha. Cá phi có thể làm được rất nhiều món, đặc biệt là chả cá phi. Chả cá phi rất là mắc luôn á. Chả cá phi làm cái mình vừa nêm nếm rồi vô rồi mình nấu lẩu cũng được, nấu canh chua cũng được. Nếu mà các bạn xiên thì các bạn chỉ làm chả, còn không xiên mình đi kho mình ăn bình thường thôi. Khá là ngon. Nó sắn lưới là lưới sẽ bị dùng cục, bạn nó lúc mà nó dãy với lưới nó bị dùng cục là biết nó dính nha. Còn mà lưới đang thẳng này nó không dính đâu. Nó phải năng rong cái mặt kia này trời. Rồi ra này, đây con nè. Đó, thấy không? Dở là đã tay liền luôn nha. Con này dính dễ mà dễ mở mà con này. Dễ mở rồi mở được. Nó rớt rồi đó. Ừ, mình thấy hàm hàm nha các bạn. Hai tay đầu là không dính, tay thứ ba nó dính này. Là cái phi nó cũng không có bự lắm, nó cũng là cái này chắc cỡ 7-8 con ký. Cái phi mà có 3 con ký nó mới là bự. Đó bạn ơi, 2 con luôn, quá hay. Mở nhạc nghe đốn tim quá trời. Đang quay clip mở nhạc á là thấy tim muốn rụng. Lát làm em dài tay nó coi.
cho các bạn coi. Quá trận cá. Bộn đó bạn ơi. Đi đây. Nhỏ nó mới bắn gì đó chứ bự đâu bắn gì đâu. Nhỏ nó lưới nó vô nó dễ quá. Xứ người ta là ta dân cá bự, còn xứ mình là cá phi là nhiều. Thì mình cũng tính dẹp về bữa là mua thử tay lưới dân cá lắc cờ các bạn, mà phải đặt mới được, mới có. Con này hơi ốm nha. Chảy nó kiểu chảy con vậy. Chỗ này chị im im mày có ta. Dính nó gì vậy? Dính nó gì kìa? Ồ, cá phi này nó bự nha. Nó trắng. Kết lưới chưa? Rồi xong một tay các bạn, tay bên kia. Mình mong một tay này sẽ dính được nhiều cái tay nãy, mà cũng không có nhiều lắm, cũng vừa các bạn. Bỏ mà đi không lỡ không gỡ cá gỡ gì vậy? Cá nằm đây nè mới vô luôn quấn ra tay. Quá trời con cá. Tại vì tới lưới này xài cũng lâu các bạn, nên mình phải kỹ kỹ thì mình xài được lâu nữa. Chứ mình làm gắt hết luôn à, hết xài được rồi. Tới lưới 400 ngàn mà mình giăng không gà. Không có gà men hồi đó vậy cơ, cả 100 kg cá phi các bạn ơi. Cái gì dính cái gì mà bự bự ra. Dính nữa bạn ơi. Đây cá phi mà mập không có chạy cá phi ngon gì.
ngon, nó bị hấp dẫn. Dính ơi, dính ơi bạn ơi. Cái mày dánh à? Mày dánh. Cá nào cũng ăn được chứ bạn. Đây mà, ngon quá. Con cá này. Cái này cái mày dính. Cái mày dính đi, cái mày qua. Dính nè. Cái gì vậy? Cái cây. Cái cây. Dính nè. Đâu. Cái gì, cái gì, cái gì, cái gì phải không? Ui trời, cái gì? Ủa, cái phi nó bự. Quá trời cái phi bạn ơi. Tính đâu cái gì chứ, vậy cái phi. Mẹ tới lưới đi. Quá bự mà. Đó hả? Bự bự không đấy, giờ dính bự bự không nè. Ăn rồng dữ luôn quá trời. Nếu mà có giận thì cũng đừng xé lưới nha. Nãy giờ là mở được có mấy cái xe lát đó, mới mở cái phi nhiều vậy đó. Hết chín rồi. Còn cái gì hồng hồng vậy? Cái gì? Cá cóc hả? À? Cá cóc các bạn. Đây mình quay cá cóc cho bạn coi nè. Đây gọi là cá cóc, như miền Tây mình gọi là cá cóc nha. Thường nắng nó mới vô mát nó chuốt thôi, nên hôm nay mình lại phải nhân đại. Xong bạn ơi, đi bạn ơi, mình xem có thể thêm một tay nào nữa không. Thì các bạn ơi, thì là mình đi chú Bảy hết im mà, nên hai cái mình sẽ về nha. Đây
đây là thành quả cái lưới thứ ba các bạn, ba lưới nha. Đó, cá phi, cá hát lát, cá cóc, ba nhảy này. Bây giờ mình nó cho bẫy mình sẽ về các bạn.